Diễn biến mới vụ xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp tai nạn, vụ tai nạn giao thông thảm khốc cướp đi sinh mạng của ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã được camera an ninh ghi lại, cho thấy hành vi vi phạm của tài xế Đinh Tiến Bình. Nguyên nhân vụ tai nạn ngày 12 tháng 8 cướp đi sinh mạng của ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được cơ quan công an xác định là do tài xế xe ben Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bư Gia Lai vượt xe trái quy định. Mới đây, những hình ảnh từ camera an ninh gần vụ tai nạn được công bố càng khẳng định hành vi vi phạm của tài xế Bình. Chiều ngày 13 tháng 8, công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bư để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thông tin từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, 14 giờ ngày 14 tháng 8 linh cữu của bác sĩ Đào Trọng Trí được đưa đi an táng. Linh cử của huấn luyện viên Dương Minh Ninh sẽ hỏa táng vào lúc 7 giờ ngày 16 tháng 8 tại Đắk Lắk. Linh cửu của cầu thủ Paulo Madeira Oliveira sẽ đưa về Bồ Đào Nha an táng. Mẹ của cầu thủ này dự kiến tới Việt Nam vào tối nay.